Ngửi thấy mùi khét bất thường trong thùng phi tại góc vườn, người bố bàng hoàng báo công an thì hé lộ vụ án gây chấn động cả vùng. Vào chiều muộn ngày 22 tháng 2 năm 2020, khi trời chạng vạng tối, ông Phạm Văn Trường ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng mới đi làm về đến nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, không có người. Ông Trường lấy chìa khóa mở cửa nhưng không được, lắc mạnh vài lần mới biết cửa đã chốt bên trong. Bực mình, ông Trường đi vòng ra vườn sau theo lối cửa nách mà gia đình luôn mở. Lạ thay, đứa con trai vốn chẳng mấy khi nấu nướng, hôm nay nhà lại có khói và mùi khét phảng phất. Càng gần cửa, mùi cháy khét càng nồng nặc. Ông lập tức vào gian bếp thì tất cả đều trống trơn. Nhà trên cũng không có một ai, chỉ có làn khói nhạn khen khét bay phảng phất. Mùi khét này nồng nặc, càng gần cửa càng nặng hơn. Ông Trường trở ra và thấy phía góc vườn có chiếc thùng phi được đậy kín, khói từ bên trong thùng vẫn len lỏi hướng lên trời. Lật chiếc nắp, cảnh tượng bên trong thùng phi khiến ông Trường không đứng vững nổi. Một người đã cháy đèn từ bao giờ? Bất giác, ông nghĩ ngay đến cậu con trai đang vắng mặt, liệu có phải nó nằm ở đây không? Bao nghi vấn bất chợt hiện lên trong đầu, nghĩ có trộm đột nhập, ăn cắp tài sản rồi ra tay với con trai, khiến ông vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, ông Trường đã báo tin đến các lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã ngay lập tức có mặt. Hiện trường vụ án lúc này khiến ai cũng phải rùng mình. Qua công tác khám nghiệm, các cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện bên trong thùng phi ở góc vườn nhà ông Trường là nam giới, nạn nhân cao khoảng trên 1m7, một phần khuôn mặt đã bị cháy, không thể nhận diện bằng mắt thường. Phía trong thùng phi có nhiều mảnh vải cháy dở, chưa kể các mảnh vải khác đã bị than hóa. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị chất vải lên để đốt. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ở vùng cổ gáy nạn nhân này có một vết thương lớn được gây ra bởi vật sắt. Nhiều khả năng anh này bị ra tay bằng dao, sau đó hung thủ mới nhét vào thùng phi, đốt tẩu tán. Xác định đây là một vụ án rất nghiêm trọng, công tác khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành hết sức tỉ mỉ. Các giám định viên phát hiện phía bậc lên xuống có hai vết vỡ xi măng rất mới. Khoảng cách vết vỡ ở bậc trên và bậc dưới trùng khớp với đường kính của mép dưới thùng phi. Bên trong căn bếp có vết trượt, kéo. Khi vào phòng khách nhà ông Trường, phía ghế ngồi có cảm giác đã được lau chùi. Tuy nhiên, ở các kẽ ghế xuất hiện vài vết nâu nghi là máu. Căn cứ vào cơ chế hình thành vết thương của nạn nhân, các điều tra viên cho rằng hiện trường chính là ở tại chiếc ghế này. Chưa hết, gần bồn rửa bát dưới bếp, sát chân tường, công an tìm thấy một con dao bản rộng. Con dao này đã cũ, nhưng không hiểu sao rất sạch, đặc biệt là phần lưỡi. Chắc chắn có ai đó đã lau rửa rất kỹ con dao này. Qua xem xét, lực lượng khám nghiệm thu được vết màu nâu, nghi máu còn dính tại cán dao. Khi so sánh con dao với vết thương trên gáy của nạn nhân, công an nhận định đây rất có thể là hung khí gây án. Vậy, nạn nhân là ai? Tại sao lại bị tiễn sang kiếp khác rồi phi tang ngay trong nhà ông Trường? Liệu thi thể đó có phải là con trai chủ nhà hay không? Vẫn là một dấu hỏi chấm. Nạn nhân không thể nhận diện bằng trực quan do khuôn mặt đã biến dạng khi cháy. Tuy nhiên, một manh mối quý giá đã xuất hiện trong quá trình khám nghiệm. Công an thu được trong thùng phi một chiếc ví da cháy dở. Ở mép ví có chữ LO, bên trong không có tiền. Chiếc chứng minh nhân dân cũng bị lửa làm cho nham nhở, chỉ còn sót lại phần cuối, tên là L. Căn cứ vào những dấu vết ấy, các điều tra viên nhận định nạn nhân có khả năng tên là L. Lúc này, kết quả giám định dấu vân tay thu được từ thi cũng cho ra kết quả là của anh NVL, sinh năm 1995, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Khi các trinh sát tiếp cận gia đình thì được người thân anh L cho biết anh này ra khỏi nhà từ trưa 22 tháng 2. Khi đi, anh L sử dụng chiếc xe máy hiệu Yamaha màu xanh. Để chắc chắn hơn, công an đã tiến hành giám định mẫu ADN của người nhà anh L. Lần này, họ khẳng định anh L chính là nạn nhân xấu số trong chiếc thùng phi. Chiếc xe máy anh L đi cũng được tìm thấy trong nhà ông Trường. Ở phần đuôi xe có dấu hiệu cậy, tháo biển kiểm soát. Các trinh sát còn phát hiện dấu vết mở lấy xăng từ chiếc xe này. Điều đó trùng khớp với kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tưới xăng lên để đốt. Qua lời khai của ông Trường,
các trinh sát đã tiến hành xác minh và khẳng định ông này có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, không thể liên quan đến vụ án. Lúc này, nghi phạm lớn nhất chính là cậu con trai tên Tuấn của ông Trường. Thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Tuấn đột ngột biến mất không dấu vết. Thế nhưng, đó mới chỉ là dự đoán, Tuấn có phải là nghi phạm hay không? Các điều tra viên cần phải giải mã rất nhiều câu hỏi. Các trinh sát chia làm nhiều tốp đi tiếp xúc với những hộ dân xung quanh nhà ông Trường. Người dân đầu tiên cho biết, vào buổi trưa ngày 22 tháng 2 năm 2020, ông này thấy có mùi khét nồng nặc bốc ra từ nhà ông Trường. Tuy nhiên, họ nghĩ chắc họ đốt rác nên cũng chẳng để ý. Một người dân khác thì cung cấp thông tin cực kỳ giá trị. Ông này kể, buổi trưa 22 tháng 2, khi đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét mạnh len lỏi trong không khí. Sau khi quan sát, người này sang nhà ông Trường gọi cửa. Đứng một lúc thì thấy Tuấn hé đầu ra và nói, cháu đốt đấy. Người hàng xóm thắc mắc mấy câu thì Tuấn đáp, để cháu đậy vào sẽ hết khói. Người hàng xóm ra về, tầm hơn một tiếng sau thì mùi khét vẫn không giảm. Ông này bực bội tìm sang nhà ông Trường lần nữa. Sau khi bị mắng vì đẩy khói làm ảnh hưởng xung quanh, Tuấn bảo sẽ đi mua xăng về đốt cho nhanh. Do là hàng xóm lâu năm nên người này không chấp nhận và ra về. Lời khai của nhân chứng trên quả thật rất quý. Các điều tra viên đã xác định được vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong thùng phi, Tuấn có mặt ở nhà. Như vậy, Tuấn chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Việc truy tìm Tuấn được tiến hành ngay sau đó. Các trinh sát nhận định, sau khi ra tay với anh L, Tuấn chắc chắn phải di chuyển bằng xe ôm hoặc taxi. Tất cả các hãng taxi, người lái xe ôm trên địa bàn được rà soát nhằm tìm ra người đã chở nghi phạm. Vài giờ sau, một lái xe taxi thông báo, chiều 22 tháng 2 có đón một khách là nam giới tại An Dương, sát hiện trường vụ án. Qua bản ảnh của Tuấn được các trinh sát cung cấp, người lái xe taxi cho biết đúng là vị khách này. Khai thác quá trình đi lại của Tuấn, các trinh sát phát hiện gã đến một cửa hàng điện thoại di động. Từ đây, ban chuyên án đã làm việc và được biết cửa hàng này có mua một điện thoại di động từ đối tượng lạ mặt. Kiểm tra camera an ninh tại đây, các trinh sát nhận ra đó là Tuấn. Chiếc điện thoại này sau đó được làm rõ là của nạn nhân L. Sau khi bán điện thoại, Tuấn có ghé một cửa hàng khác mua chiếc thẻ điện thoại. Người chủ cửa hàng này cũng nhận ra Tuấn qua tấm ảnh được cung cấp. Như vậy cuối cùng đã rõ, Tuấn chính là người liên quan đến sự ra đi của anh L trong thùng phi. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 2, trong lúc đang ngồi trên xe khách để di chuyển từ Móng Cái đến Sơn La, công an Hải Phòng đã phối hợp với cảnh sát giao thông bắt giữ Tuấn, di lý về Hải Phòng rạng sáng 23 tháng 2. Tại cơ quan công an, Tuấn khai hắn nợ anh L số tiền 6 triệu đồng. Thời gian qua, anh L nhiều lần gọi điện đòi. Trưa 22 tháng 2, anh L đến nhà Tuấn để lấy tiền. Hai người vào nhà nói chuyện. Do không có nên Tuấn tiếp tục xin khất. Bực tức, anh L mắng Tuấn. Tuấn chẳng nói chẳng rằng, gã đứng dậy, đi vòng qua chiếc ghế anh L đang ngồi, lấy con dao cũ, rồi hành động vào gáy khiến nạn nhân sang thế giới bên kia. Thấy anh L đã không còn thở, Tuấn nhét anh này vào thùng phi, cho vải, đổ xăng và hóa lửa. Tuấn lấy của nạn nhân điện thoại, nhẫn, rồi gọi xe taxi đến đón. Gã bán chiếc điện thoại được 4 triệu đồng. Trên đường về, khi đi qua nhà, Tuấn phát hiện có công an và người dân tụ tập rất đông. Biết chuyện bại lộ, hắn yêu cầu lái xe taxi đưa ra quốc lộ 10 rồi bỏ trốn. Tuấn những tưởng sự ma mãnh của hắn có thể thoát được. Thế nhưng bằng sự mưu trí và quyết tâm cao độ, chỉ ít giờ sau khi gây án, Tuấn đã bị bắt giữ và trả giá bằng bản án tử cao nhất cho tội ác của mình.